Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Hội Phát Hiền. Đến với League Account ra bán hôm nay thì mình sẽ lên sàn cho mọi người một boss thiên sơn của server Huyền Tố, Account The King. Account này sở hữu lượng xanh là gần 18k xanh nha mọi người. Điểm trang bị của mình là 1.131k trang bị. Đây là các thuộc tính: băng công 29k 5, hỏa công, huyền công, độc công. Xuyên thích của mình là 10k3, giảm xuyên thích của mình là 4k5. Và các dòng đã kích hoạt hết rồi nha mọi người. 200k máu, à quên, 200k chính xác, 84k né, 1k4 hội và gần 2.7 triệu máu. Ad này thì nếu mà lên thần khí chính sau thì chắc chắn là sẽ lên hơn 2.7 triệu máu nha. Và xét từ thời gian của mình là đang cảm full ngọc hàng mộng á, rất là đẹp. Rồi, để cùng xem những cái món trang bị trên người nào. Chùm lau ngọc cố định, chân ngọc, chân ngọc nha mọi người. Chùm lau giới không cố định, ngọc 8 cũng khá là nhiều luôn. Đồ chế thì điểm rất là cao. Chùm lau kiên, Account này hồi xưa có tên là Đại Thiếu Gia nha, ở server Yến Vương ấy. Thần khí 8 sao. Chùm lau liên cố định luôn. Vậy là ad của mình là có liên giới ngọc, chân ngọc, chùm kiên. Đủ những cái loại chùm cơ bản cần thiết cho server nha. À, cho Account Long Văn 9 sao, lệnh bài 8 sao, 3 dòng giới hạn sinh lực 10k1. Chiêu bị động là tứ tượng quy nhất băng. Võ hồn toàn mỹ 880 điểm. Hiệp ứng cấp 100. Chân nguyên là full chân nguyên vàng băng 9. Thể cũng vậy luôn. Thần đỉnh của mình là bên tầng 8. Thể lực full tầng 8, thuộc tính full tầng 8 luôn, khá là ok. Bảo giám của mình cấp 48, võ ý của mình cấp 90. Thần khí của mình đây, khí linh 18 rồi. Thú cưỡi thì có cánh hồng, thú cưỡi cá, gấu và một con thú cưỡi thuộc tính. Pet của chúng ta thì sẽ có một con pet củ lê phụ thể, một con rùa mana, một con gắn BK, một con rồng. Long bảo bảo rất là đẹp nha mọi người hồi xưa á. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau coi tủ thời trang nè, gương đồ mà mình sẽ đi test đam nha. Server Huyền Tố thì rất là vui nha mọi người. Ad này đang hiện tại trong bang đế vương nha. Bang đế vương thì hiện tại cũng khá là đông. Tại bây giờ này là giờ tan sở, giờ cơm á, nên cũng ít người on đấy. Chứ buổi tối là on full hết. Hiện tại đang được đấy, khá là nhiều ad, 1.4 triệu trang bị. Như Cảnh Vân rồi còn đứng cho xếp bên trang 2 nữa. Đó, Cảnh Vân xếp bên trang 2. Hiện tại là được 17 ad tiến cấp 3. Nếu ad hiểu phong lên đó là 18 ad. Đó, rất là đông. Rồi bây giờ chúng ta coi gương đồ nè. À, tủ thời trang chứ. Wow, rất là nhiều luôn. Mình thấy là nhiều lắm luôn á. Đấy, rất là đẹp. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ coi tới gương đồ nè. Server này là 4x, 8x, 11x đều có người chơi, cả 6x nữa. Hiện tại đang thành lập là kèo 6x nữa. Trong gương thì chúng mình còn hai cái hồi thiên thiếp rất là nhiều loa, ba lá tĩnh tâm thảo và những cái vật phẩm còn dư như là giảm kháng 7 nè, thể lực 7 nè, thân pháp 7 nè. Đó, rất là nhiều ngọc 7 luôn. Rồi bây giờ mình cùng đi test đam nha mọi người, để xem thiên sơn đam thuần thì mình sẽ đam như thế nào. Chắc chắn là sẽ rất là to, mặc dù chưa có thủ nha. Rồi mình đi test đam. Qua đại thế giới cũng đông luôn. Thank you.
Cảnh Vân thì đợt này làm chân liên. Và đặc biệt account này còn tới 212k kim nguyên bảo khóa lận nha mọi người. Mọi người có thể thỏa sức thay ngọc hoặc là dùng những cái thứ cần thiết, đỡ rất là tiết kiệm được rất là nhiều kim nguyên bảo không khóa luôn ấy. Rồi bây giờ mình sẽ test dam nè mọi người. Ok, vô nè. Đầu tiên là mình sẽ test dam F1. Đấy. Dam F1 của mình là 8x, 7-8x. Thiên sơn là dam rất là to luôn, dam thuần mà. Đấy. Để mình đỡ hết dính trùng đã. Đã đánh có mấy cái là hết 2 triệu máu rồi. Vừa đánh là dính cái chân ngọc liền. Mình sẽ đợi mình di hoa cho mọi người coi nha. Ở phiên bản này thì mọi người có thể ẩn võ hồn của mình luôn cũng được nha. Nè, không thích hiện thì ẩn đó, ẩn luôn, nhưng mà mình vẫn có đeo võ hồn nha mọi người đó. Như vậy rất là đẹp, ẩn luôn. Nhưng mà thực chất là mình có đeo võ hồn trên người nha, tại vì người ta có người thích ẩn, có người không thích ẩn. Rồi bây giờ mình thử di hoa nha. Đấy, máu nhảy rồi mọi người ơi. Đó, 7-8x rất là đều luôn. Đó. Rồi, ok, nếu mà bạn nào thích sở hữu account này thì có thể liên hệ với lại fanpage Hội Phát Kim, hoặc là có thể điện thoại, hoặc là nhắn tin Zalo cũng như là Facebook của mình nha. Rồi, nếu mà mọi người có nhu cầu muốn sở hữu thì cứ liên hệ cho mình nhé, hoặc là có thể để lại comment phía dưới video clip này cũng được. Và nếu mấy bạn thấy thích nhân vật này cũng như là thích video clip này, hãy để lại cho mình một like và một đăng ký kênh cho Hội Phát Kim nha. Cảm ơn mọi người đã xem và hẹn gặp lại mọi người trong video clip kế tiếp. Bye bye.